Hôm nay là spa nha anh em, spa Constant Sterile nha. Tình trạng là nó bị đứt dây rồi, cắt dây. Con này chơi được 5 tới 16 ohm nha. Chơi được 5 tới 16 ohm. 8 ohm là chơi được tất nha. Con này là sản xuất tại Đức luôn nha nè. Rồi tình trạng như vậy phải không? Giá luôn nha. Rồi 1.750.000 nha. Vừa tự xử nha anh em. Chắc sáng ra nha. Ở đây vừa anh em đấu rồi cẩn thận nha. Còn anh em nào muốn mình test luôn đó, là 2 triệu nha. Test luôn là phải câu ra nữa.